Hôm nay Nhím sẽ dạy các bạn đếm số tiếp từ 91 đến 100 bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trước tiên là đếm số bằng tiếng Việt. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Làm lại lần nữa nhé. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Giờ mình chuyển sang đếm bằng tiếng Anh. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Đọc một lần nữa nhé. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Thật đơn giản phải không nè? Bắt đầu đọc cả tiếng Việt và tiếng Anh luôn nhé. 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100. Nếu vẫn chưa thật ngừng nghỉ, các bạn tua video xem lại nhé. Mọi người ủng hộ kênh nhé. Đăng ký, thích, chia sẻ video. Cảm ơn.